Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình phá game đầu tiên nha. Pika Chapter S. New game. Let's go. You better be ready, Mitri. I'm coming for you. Okay, let's go. Ở đây thì có những chiếc chìa khóa blue key rồi. Mình sẽ đi mở luôn. Okay. Big guy bắt đầu xuất hiện. All green. Okay. Mình sẽ mở luôn. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ phải tìm một chiếc chìa khóa blue key. Xem chiếc chìa khóa blue key này ở đâu. Chắc là trong một ngôi nhà nào đó. Blue key, blue key. Đây rồi. Nhặt luôn. À đây là green key. Okay. Let's go. Ông ta đang đi ngay sau mình. Mở cái này ra nào. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy cái tấm này. Flank. Lên trên này nào. Đặt tôi vào đây. Rồi let's go. Và mình sẽ phải mở cái này ra. Con. Rồi các bạn đọc vào đây. Ok. Và mình sẽ phải tìm chiếc chìa khóa màu vàng. Sau đó thì sẽ tìm một cái kép rồi mở ra. Rồi, let's go. Theo mình nghĩ thì sẽ nằm ở đây. Đây, chiếc chìa khóa màu vàng, yellow key. Ok. Két là chắc ở trong ngôi nhà này. Vào đây tìm nào. Đây rồi. Một cái két sắt. Amos. Let's go. Ok, thoát ra rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Stickman, Equip Line.
Wow. Chết luôn. Oh my gosh. Cái này như là trong sóng của Doraemon. Rồi, tổng thoát là rồi. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3. Scary here. New season here, horror scary game. Sóng xanh lại cao thật, chọc trời luôn. Một tấm bản đồ. Mình sẽ chạy ra đây. Các bạn cứ làm nhiệm vụ theo cái tựa game này đề ra nhá. Ồ, kia có một cô làng bị bắt cóc bên này này. Yeah, ok, chắc chắn mình sẽ phải giải cứu cô ta. Oh my god. Rồi mình sẽ phải chờ đây. Đó, các bạn cứ tìm cái làn sóng xanh này, rồi các bạn đến. Đây chắc chắn là sẽ phải cứu cô ta rồi. Đây là một cô bé gái. Wow. Một chiếc chìa khóa. Đây rồi. Ngoài đây là biển. Wow. Ok, đây rồi. Một calo. Chắc là mình sẽ trốn khỏi nơi đảo hoang này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư, Granny. One day.
OK。Không biết bà ta lâu rồi. Giờ mình cứ chuồn vào đây đã. Thì sao? Xong bên này. Một miếng thịt, OK. Cái đó thì các bạn phải có khẩu súng, các bạn bắn vào đó thì mới được. Đây là Marcos. Bà ta đi mà không có tiếng chân là luôn, tài thật. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới thứ 5. OK, let's go. Skip. Giờ bắt đầu xuất hiện rồi. Mình sẽ phải đi tìm một cái khẩu súng. Không biết sau này có không. Cái gì đây? Pizzas, Brook. Oh my god. Oh my god. Syria giết luôn. Wow. So, OK, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo.
Serenina 2D. Play. Mời Let's go. Một chiếc chìa khóa. Ok, mình sẽ vào trong ngôi nhà. Tiếp tục đi sâu ở bên trong. Căn phòng đầu tiên. Một chiếc đồng hồ. Không có gì ở trong này. Oh, có chiếc chìa khóa này. Các bạn đi và để ý xung quanh tất cả trong game này nhá. Nếu không các bạn sẽ bị thiếu sót một cái gì đó. Một con mèo. Chỗ này không có gì. Chuyển tiếp sang căn phòng tiếp theo. Số 7. 7. Oh my god. Không có gì chỗ này. Không có gì luôn. Wow. Bị khóa rồi. Oh my god. Mình đã xuống ở đâu đây? Một nơi nào đây? Có người chết chỗ này. Cái này như phải đâu? Ok. Mình sẽ chui vào đây trước đi. Cái này phải có điện các bạn mới đi xuống được nhá, nếu không thì sẽ không đi được đâu. May mà mình lên đây kịp. Đó, các bạn cứ tìm xung quanh, tìm được bốn mẩu này các bạn sẽ mở ra được một cái hòm. Và trong cái hòm đó thì có một mẩu dây điện và các bạn sẽ thoát ra. Ok, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. See you here. Let's go. Một xác chết ở đây. Rồi, và mình đã nhặt được một chiếc máy. Ok. Lên trên này nào. Ngắm xem Siri hiện đang ở chỗ nào. Ồ, nó đang ở đây. Chụp ảnh luôn. Thank you.
hình như đang tiến gần đây. Mình sẽ xem nó đang đâu. Đây rồi. Ok, chạy đâu. Có một công tắc ở đây. Một cánh cửa ở đây đã mở ra. Các bạn phải tìm được cái đường cánh cửa này, sau đó thì đi vào. Đường cánh cửa này không biết chỗ nào rồi. Mình sẽ phải tìm xem. Không phải chỗ này. Có thể phải đi đường bên này. Các bạn nghe tiếng, sau đó đánh đuổi cái tiếng đó. Rất là tối luôn. Có thể là đường thẳng bên kia. Một nơi rất là tối tăm, mù mịt luôn. Wow. Rất là hãi. Không phải đây. Oh my god. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Slender 2. Ok, và tại con này thì các bạn phải đi truy lùng 7 con ma. Truy lùng, săn lùng nó và chụp những bức ảnh của nó. Rồi, let's go. Mình sẽ đi đường này xem thế nào. Rồi, đây rồi. Gần đây có một con đầu tiên. Rồi, mình sẽ đi tiếp vào này xem có gì không. Bầu trời rất là tối tăm mù mịt. Rất nhiều sương. Nếu ở ngoài đời mà như thế này chắc mình không dám đi đâu. Chứ trong game này thì mình thoải mái thôi. Còn nếu mà ngoài đời như thế này thì mình chỉ có đợi cấp cứu. Hoặc là phải tìm chỗ nào đó thì chạy thật nhanh. Đi xung quanh và tìm tất cả là 7 con. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Horos Hospital 2. Ok. Mình sẽ vào trong tòa lâu đài này và tìm cách giải mã cái game này. Cùng một tựa game ma khá là kinh dị và rất là tối tăm luôn. Oh my god, một chiếc chìa khóa. Nếu các bạn đi chậm ở đây nhá thì sẽ có một con quỷ nó sẽ lao vào là cắn chích các bạn. Ok,
chớ dại gì các bạn vào cánh cửa này nhá. Nó chẳng có gì đâu. Và các bạn sẽ giật mình khi vào trong này. Oh my god. Wow, một con quỷ quái thú điên này. Một chút quá. Rồi mình sẽ đi tìm cánh cửa to và mở ra xem trong đó có gì không. Ok, xuống dưới nào. Một cô gái chết oan khóc ở đây. Các bạn đến gần thì cô ta sẽ cắn chết các bạn. Và con quỷ thì đang nằm trong đây. Ở đây thì các bạn phải đi tìm một bức thư. Rồi các bạn cầm thư đó trao cho cô gái kia. Ok, mình đã giải mã thành công. Và mình sẽ đi đến chỗ cô gái này, trao cho cô ta. Và cô ta sẵn sàng đi cùng mình. Rồi, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Granny Chapter 2. One day. Rồi, ở đây không có gì. Lên trên đây nào. Ông ta chắc chắn sẽ nhìn thấy mình ở đây. I see you. Mình nghe thấy cả tiếng đánh đàn. Ông bà đi gần nhau cho nên mình không làm gì được. Bắt buộc mình phải lộn ngược lại. Rồi, mình sẽ lộn ở đây. Ok. Rồi, sau đó thì mình sẽ bỏ đồ vào trong này. Ok, let's go.
ở hồ này có một con thủy quái nhá. Rồi, đây đây nào. Oh my god. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Train 666. Đây là một tựa game các bạn sẽ lên tàu. Và trong mỗi một toa tàu sẽ có một những cái khác nhau, rất là khiếp luôn. Và tựa game này nó là một tựa game khám phá trên toa tàu ma. So ok, mình sẽ đợi tàu ra, sau đó thì mình sẽ lên tàu. Ở tựa game này thì mức độ kéo dài của nó rơi vào tầm khoảng 10 feet, trên 10 phút. Rồi, đi thôi. Thì mình sẽ chỉ giới thiệu cho các bạn trong tầm khoảng 4-5 phút thôi. Và bây giờ thì mình sẽ đi thẳng lên toa tàu trên. Bắt đầu nó vận động đi rồi. Wow, ok. Không biết giấy gì đây, một tờ báo. Tiếp tục đi sang toa tiếp theo. Wow, bóng điện đều vỡ. Ok, tiếp tục rồi. Nếu các bạn chơi tựa game này buổi tối và các bạn tự chơi chứ các bạn chưa xem, các bạn chơi tựa game này cũng rất là khiếp đấy. So let's go, tiếp tục đi tiếp. Wow, cánh cửa, một cánh cửa đây mở ra. Có giọng nói của những con ma. Oh my god. Tiếp tục đi tiếp nào. Chuyện, let's go. Toa này không có gì. Đến đây thì các bạn phải tìm hiểu một cái gì đó trong này. Wow. Mở ra rồi. Wow, đó, rất là khiếp luôn. Đấy, các bạn chơi cái này thì khiếp chưa? Đó là một toa tàu 66, một toa tàu ma. Rất là hãi luôn. Cứ đi tiếp thôi và cuối cùng sẽ có một loạt người và nhìn rất là hãi luôn. Ở đây thì điện mất, chạy thôi. Wow, những linh hồn rất là kinh khủng. Đó, các bạn cứ thế đi tiếp và đi một khoảng thời gian nữa thì các bạn sẽ ra được khoảng tàu. So ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Scary Banani. Let's go.
Level 3. Oh my god. Level 5. Level 5 luôn. Wow. Oh my god, đi rồi. Số kê mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.